Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội và càng được đẩy mạnh trong các trường học. Nhiều học sinh sinh viên tại Bà Rịa Vũng Tàu đã không ngừng phấn đấu học tập theo gương Bác Hồ. Học và làm theo Bác, Vương Thị Tuyết Trinh, cô sinh viên năm thứ hai tại khoa Kinh tế Quản lý của trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã luôn nỗ lực học tốt, rèn luyện tốt, có nhiều đóng góp trong các hoạt động của trường và tỉnh đoàn. Ngay từ nhỏ, Phương Thị Tuyết Trinh đã rất mê tham gia các hoạt động đoàn, đội, các hoạt động hướng về cộng đồng. Chính vì thế, khi còn là học sinh cấp 2, cấp 3, Trinh đã tích cực tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên ở phường và ở trường. Năm 2017, sau khi trúng tuyển vào trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Trinh tiếp tục tham gia nhiều hoạt động của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, như thăm và chăm sóc người già neo đơn, chủ nhật xanh tình nguyện, mùa hè tình nguyện, hiến máu nhân đạo, ủng hộ cho học sinh sinh viên các vùng bị lũ lụt thiên tai, nuôi heo đất, ủng hộ học sinh sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Qua các hoạt động ở lớp, ở trường và hoạt động đoàn, Trinh được các cán bộ đoàn trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, bạn học tin tưởng, đề cử làm ủy viên của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh. Em trong ban thường vụ nên là sẽ nắm rõ được các kế hoạch từ lúc xây dựng cho đến lúc triển khai, thì do đó là em luôn luôn tiên phong đi đầu trong các hoạt động, vì các hoạt động mà em tham gia rất là hiệu quả. Có thể kể đến như là việc thực hiện công trình thanh niên, rồi các phong trào như hiến máu tình nguyện, rồi đi thăm người già neo đơn nhân dịp Tết cổ truyền. Rồi trong các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ thì em cũng luôn năng nổ và nhiệt tình. Cùng nhau hoạt động đoàn với em Trinh, trong suốt 2 năm từ khi em Trinh bước vào trường thì em cảm thấy về mảng học tập, Trinh là một người luôn cầu tiến, học tập ngày càng đi lên và có cố gắng nhiều trong học tập. Còn về phong trào hoạt động đoàn thì Trinh hiện tại là ủy viên thường vụ, là cánh tay đắc lực của bí thư đoàn trường, cũng là một tấm gương sáng để cho các bạn đoàn viên trong trường noi theo. Lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác, Tuyết Trinh tích cực thực hiện phong trào nuôi heo đất, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, chủ động sáng tạo trong học tập để đạt được thành tích tốt nhất. Bản thân em đó là luôn luôn cố gắng học tập, rèn luyện bản thân mình, như Bác đó là luôn có tình thương, giúp đỡ mọi người, phải cho đó là mình cũng học tập những cái điều hay lẽ phải và biết đóng góp ý kiến của mọi người làm nhận về cho mình để mình sửa lỗi sai đó. Từng nhận nhiều giấy khen của tỉnh đoàn và đoàn trường Cao đẳng Sư phạm, năm 2018, Vương Thị Tuyết Trinh đón nhận danh hiệu thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác do tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu trao tặng.